Chào bạn, mình là Vishnu đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách block BBN vệ tinh với WordPress. Bởi vì dạo gần đây á, thì mình thấy khá là nhiều bạn đặt câu hỏi khi mà mấy bạn inbox mình, và cũng như rằng đó là hỏi mình ở trên group cộng đồng SEO 2017. Thì mình làm một video này để hướng dẫn cho bạn làm điều đó. Mình chỉ hướng dẫn với WordPress thôi nha, bởi vì mình không có rành về code, cũng như rằng đây là một trong những cách mà mình thấy nó làm nhanh nhất và hiệu quả nhất để block cái BBM là vệ tinh của bạn, tránh cho đối thủ thấy. Thì giải thích một số từ thuật ngữ cho mấy bạn dễ hiểu. Thì đầu tiên á, BBM á, được gọi là tên miền cũ. Thì đây là một cách xây dựng chiến lược xây dựng link và cũng như là xây dựng hệ thống vệ tinh cho riêng của bạn. Nếu mà bạn nào chưa rõ về cách này, cũng như là chưa tìm hiểu, ý là chưa hiểu rõ về cách này á, thì và cũng như chưa biết BBN là cái gì á, thì bạn có thể bấm được link ở phía dưới. Mình có để phần link ở dưới phần mô tả video để cho bạn nào chưa hiểu về BBN mà có thể đọc một bài khoảng 7.000 chữ mình nói rất là kỹ về BBN và cách tìm kiếm nó cũng như xây dựng. Rồi, về vấn đề về blog ở đây nghĩa là chẳng hạn như là bạn có một website A. Lúc này bạn muốn đẩy SEO website A lên top. Thì trong cái quá trình mà bạn đẩy cái đó, bạn sẽ dùng khá là nhiều, có thể là bạn sẽ dùng một số cái nguồn vệ tinh hay BBN nào đó mình chọn về website, nhưng mà bạn sẽ muốn rằng đó là chỉ có bạn biết những cái BBN này thôi. Bởi vì nếu mà bạn bắn về và bạn đối thủ mà phân tích website của bạn dùng Ahrefs này nọ ở trên đây á, thì đối thủ có thể dễ dàng phát hiện được BBN của bạn. Và nói chuyện rằng đôi khi đối thủ sẽ phá, như là phá mấy cái hệ thống đó hay là làm gì đó, nói chung là chơi bẩn bạn, thành ra bạn sẽ muốn giấu nó. Nên bạn sẽ muốn rằng đó là bạn block cái BBN của bạn lại. Thì đó là một phần, đó là về phần giải thích từ ngữ. Thứ nhất là bài thứ hai nữa là mình sẽ giải thích một số cái là bạn block thì bạn block bởi cái gì, và bạn chính xác là bạn block thì bạn block cái phần nào. Giả sử như đây mình đi sai, các bạn đây là BBN của bạn, thì bạn sẽ block á, là bạn block Ahrefs không cho cái thằng BBN của bạn, chứ không phải là bạn block là block cái thằng trang website A của bạn. Mình ví dụ như thế này, mình có một BBN là BBN A và trang web là gdvso.com. Lúc này mình bắn link về thì mình sẽ muốn block là block cái thằng BBN A này, bởi vì khúc này thằng BBN A là cái thằng đi bắn link. Mình block ở đây là mình khóa nó lại, mình xóa cho lại, như lúc khi sau khi Ahrefs mà vô bắt đầu cào á, thì nó nhận thấy tín hiệu là nó không cho cào. Dẫn tới chuyện là thằng những cái con robot phân tích đối thủ gì đó, như robot của Ahrefs, Majestic hay bất cứ gì khác á, nó không vô được và nó không cào được trong web này và không thu thập dữ liệu được thằng này. Chỉ nói chuyện là nó sẽ không xuất hiện trong dữ liệu của Ahrefs. Nên khi mà link chọn tới thằng GTPSO, chỉ có bạn biết mà thôi, chứ và Google biết mà thôi, chứ không có những cái con robot khác biết. Chứ không phải là bạn block là bạn block ở trên GTPSO, có nghĩa là bạn không phải là bạn xóa là bạn xóa ở trên GTPSO, bạn chỉ muốn muốn là khóa ở trên cái thằng BBNA mà thôi, chứ không phải khóa ở trên thằng GTPSO.com. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là bạn sẽ muốn khóa là khóa những con robot của Ahrefs, Majestic hay là những con robot khác, chứ bạn không muốn khóa con robot của Google. Có nghĩa là bạn cho tất cả các loại nhện hay là loại robot gì đó đi vô website này BBNA, nhưng mà khóa lại tất cả một cái chỉ cho thằng robot Google vô thôi. Để lúc này á, Google nó vẫn tính được link, đường link cho bạn, và nó vẫn tính cập nhật link, nhưng mà nó chỉ xuất hiện ở trong Google Webmaster Tool của bạn thôi, chứ nó không xuất hiện ở bất kỳ công cụ khác. Để nói chuyện là chỉ có mình bạn biết mà thôi, và mỗi Google biết mà thôi, để Google cho điểm SEO, còn lại đối thủ sẽ không biết về vấn đề này. Rồi, đó là một số cái nói về kiến thức. Thì mình sẽ làm một số ví dụ cho bạn. Nó rất là dễ, bạn chỉ cần lên Google á, bạn gõ Boss Nemesis. Khúc này ra cái phần này là Boss Nemesis. Khi bạn bấm vô á, thì đây là trang web của nó. Chính xác đây là một cái plugin miễn phí. Thành ra nhiều bạn chỉnh code mà khi bạn dùng WordPress thì nó hơi căng một chút. Các bạn mình không biết code nên mình chỉ dùng, hầu hết là mình sẽ dùng plugin. Thành ra mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái plugin này, và đây là một plugin miễn phí, thành ra bạn không phải lo về chuyện đó. Thì hôm nay bạn sẽ điền tên bạn vô ở đây, xong rồi bạn điền email bạn vô. Lúc này nó sẽ gửi cho bạn một cái link download plugin, và cũng như rằng là một cái mã code chỉ dành riêng cho bạn mà thôi. Thì nếu mà bạn nào giỏi tiếng Anh, mấy bạn đọc mấy cái nội dung ở trong đây
mấy bạn cũng sẽ thấy khá là hài hước, bởi vì tụi này nó cũng viết khá là hài. Thì là một plugin tạo ra miễn phí là chuyên dùng để block BBN mà khi bạn sử dụng WordPress. Rồi bây giờ thì mình download về rồi và mình cũng như mình có mã code rồi, hiện ra mình sẽ hướng dẫn các bạn cài. Giả sử như đây là trang, đây là trang GTVS của mình. Bây giờ mình làm hơi ngược lại một chút nha, tại vì mình sẽ không đăng nhập vô mấy trang BBN của mình để cho mấy bạn coi được. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu GTVS. Hôm nay giả sử như mình muốn GTVS là một khi bắt link đi ở đâu đó đó thì address với lại mastic sẽ không thấy được, và tất cả mọi công cụ check backlink khác sẽ không biết được GTVS đã đi backlink tới những đâu, và chỉ có mỗi Google biết mà thôi, và cũng như mỗi mình là người biết mà thôi. Thì lúc này mình sẽ vô phần plugin, mình bấm chữ add new nè. Bạn nhớ là khi bạn điền này vô nó gửi về email bạn nha, link download và cái mã code. Lúc này mình bấm upload plugin nè. Ở đây thì nó mình bấm install vô. Khúc này mình bấm activate plugin. Mình sẽ hiện cho bạn một cái box nemesis ở đây. Đây, bot nemesis. Khúc này nó sẽ đòi bạn cái mã code để kích hoạt nó, thì cái này nó cho bạn miễn phí nên đừng lo. Thì bây giờ mình vô email mình kiếm xong mình bỏ vô. Sau khi mà bạn bỏ mã code rồi, bạn muốn ok thì đây là cái màn hình nó hiện của nó. Khúc này nó sẽ hiện khá là nhiều cái, bạn có thể vô đây bạn coi cũng được. Đại khái đây bạn có thể block cả traffic IP traffic ở đây, mà bạn cũng có thể block được ở cái phần rằng đó là ở đây nó chưa hiện rồi. Để mình bật một phần cái gì đó lên cho bạn coi. Nè, rồi. Thì chắc bạn phải bấm reset setting thì mới ra được. Thì hôm nay bạn sẽ thấy rằng đó là nó sẽ nè, SCM Rush nó cũng bot nè, thì nó cũng khóa luôn. Unwrap bot nó cũng khóa luôn. Rồi rất là nhiều loại thứ khác, bạn có thể coi đây toàn bộ mấy trong đây nó block hết cho bạn luôn. Nếu mà bạn không muốn là ý là bạn chẳng hạn như bạn muốn chỉ muốn Ahrefs là hiển thị cái link của bạn thôi, bấm remove selected thì để bạn remove cái đó. Chẳng hạn như bạn muốn này muốn remove nó ra thì bạn cũng remove nó luôn. Đầu tiên là vậy, thứ hai là bạn muốn block IP thì bạn muốn bỏ IP này vô. Rồi live traffic thì chẳng hạn như rằng đó là bạn muốn block một cái IP, select IP nào đó vô thì bạn cũng có thể block IP từ cái blocking như thế này. Còn block ở đây bình thường á, mặc định nó sẽ block toàn bộ mấy cái đống robot này khi mà cào đến website của bạn, thì bạn có thể bấm remove nó. Nhớ nha, cái này bạn cài trên BBN của bạn hay là cài trên vệ tinh của bạn, chứ bạn không có cài ở trên Manisai. Không có lý do gì bạn phải cầm cài ở trên Manisai cả. Thì khúc này mình làm mẫu cho bạn ở trên GTVSO, thì thành ra bây giờ mình sẽ vô mình tháo cái plugin này ra, mình deactivate nó được rồi. Đó, chỉ có như vậy thôi. Bạn chỉ cần làm như vậy thôi, nó rất là nhanh gọn lẹ, chứ không phải là chỉnh code rồi xong rồi này nọ vô. Thì hôm nay mình deactivate nó xong rồi. Thì chúc bạn thành công.